Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, mình sẽ giới thiệu một cái chi tiết mới trong cái lồng của mình. Và hôm nay mình sẽ tắm thử cái em bé xám của mình, xem thử là bao lâu là khô và mất bao nhiêu tiền điện nha. Đang lau cho em này, mới tắm xong này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào. Mình thì cũng chỉ lau sơ thôi. À, bỏ vô rồi. Như bình thường thì mọi người cũng bật lồng cho nó lên khoảng 37-38 độ rồi hẳn bỏ mèo vô nha. Bên góc bên phía dưới bên trái này là cái công tơ điện. Chúng ta đang thấy là 494W là cái công suất của cái lồng này. Hiện tại góc phía dưới cùng là 0,08 đó, 0,08 này. Thì cái này là cái lượng tiêu thụ điện 0,08 kW. Mình lại đến gần hơn để nhìn cho thật kỹ này. Đây, đang 0,08 này. Đồng hồ là gần 500W này. 0,09 kW/giờ này. Xài điện là 2,37A này, 214V. Đó. Mình nói cái khác này, nay là lọ này mình không làm quạt ở dưới, tấm lưới này là lưới nhựa, là rất là an toàn với nước này, không làm quạt ở dưới mà toàn bộ quạt là bên hông đó. Ba cái nhỏ nhỏ các bạn thấy ở dưới đó là quạt ở bên hông, nó sẽ thổi lên đó. Là như vậy là mình có bỏ mèo vào ướt đi nữa thì cũng không lo. Đây là cái chỉnh mạnh nhạy cho quạt. Đó, nó sẽ hoạt động tốt nhất từ hướng 1 giờ này đến hết cỡ. Đây là đồng hồ để chỉnh nhiệt. Công tắc này là cái công tắc của quạt hút lông. Và đây là công tắc đèn quạt hút lông đây. Rồi đợi mình đi đóng cái cửa lại, nó hơi bị chói. Nó quạt hút lông là cái quạt tròn tròn kia đó không chứ các bạn. Đây này, nó sẽ hút lông và hút nhiệt vào đó và thổi xuống dưới, hút nhiệt, hút hơi nước, thổi xuống dưới. Bên dưới nó có một cái đèn nhiệt, nó sẽ đốt hơi nước nhanh khô hơn. Khi các bạn nhận về thì các bạn kiểm tra giúp cho mình là xung quanh nó có xay xước gì do quá trình vận chuyển không, rồi đèn nhiệt các thứ có sáng bình thường không, cái đồng hồ này hoạt động có tốt không. Tức là nhiệt độ lên 40 nó sẽ tắt cái đèn led này và tắt đèn nhiệt ở trong, xuống 38 thì nó sẽ bật lại. Lồng này là giống kiểu tivi có lắp bánh xe cho khách. Có chiều ngang là 60, cao 50 và sâu về sau là 50. Đây, các bé đang ấm đều, rất là thoải mái. Nhiệt đi đều trong lòng, rất là an toàn.
toàn bộ điện quạt mình làm ở bên hông bên ngăn nhỏ này đó, còn bên này là mèo rất là ấm, rất là an toàn. Đó, cái đồng hồ nhiệt kia, cái đàn đang hiện 37 độ đó, là nó sẽ có tác dụng khi đủ nhiệt á. Khi đủ nhiệt thì cái đồng hồ sẽ tắt và nhiệt sẽ giảm xuống. Đó, khi nào xuống thiếu nhiệt, tức là xuống 38 hoặc là mình chỉnh thì nó sẽ lên lại. Nó sẽ sáng cái đèn và nó tăng nhiệt lên lại. Đây, các bạn có thể nhìn thấy em sám nhà mình rất là dễ chịu. Đó, vì em sấy cũng quen rồi cho nên là sẽ tự liếm lông. Ngồi này, ngồi liếm lông này rất là nhanh khô. Hiện nay mình ra mẫu mới này là quạt đưa hết qua bên hông này cho nên nó sẽ đỡ ồn hơn. Các bạn tưởng tượng giống như cái máy quạt nhà mình mà mình lấy mì mình trùm ở phía sau nó bị tù á là nó sẽ ồn đó, nhưng mà hiện nay mình đưa qua bên hông này nó sẽ đỡ ồn hơn. Và cái tấm lưới này đó là bằng nhựa, có thể nhấc lên được, trường hợp mà mèo đi ị hay đi tè vào đây thì có thể cũng có thể vệ sinh được. Gió rất là mạnh nha các bạn. Đây mình sẽ kiếm một cái bao. Đây. Đây các bạn xem nè. Không thể nào. Đó. Rất mạnh. Không thể nào là che cái lỗ này được luôn. Đó. Rồi, rất là êm nữa. Có thể các bạn vào video nghe nó hơi ồn tí nhưng mà ở ngoài nó rất là êm. À, bạn nào đặt hàng thì liên hệ Zalo mình là 0327 072422 nha. 0327 072422 là Zalo mình. Đây mình lại cận cảnh em sáng tí đi. Em sám nhà mình là khoảng 7 đến 8 kg, thì như các bạn thấy có thể chứa được 3 em như vậy, nhưng mà theo mình để hiệu quả thì chỉ nên 2 em thôi, 2 em như thế này thôi. Bây giờ là 8 phút 25, thì cơ bản mình thấy cũng hơi khô ở đây. Ra sáng hơn. Các bạn có thể thấy lông đã bắt đầu là bay lên rồi đó. Mới 10 phút. Quạt hút này nha. Quạt hút này nè, cái lỗ tròn này nè. Nó sẽ có tác dụng là hút cái hơi nước, hút không khí vào trong cái đó và nó thổi xuống cái đèn sáng ở dưới để người ta đốt hơi nước đó, làm cho cái hơi không khí trong này là sẽ được tuần hoàn xoay vòng, giúp cho các bé bót là ấm đều, không bị lạnh.
Bạn nào liên hệ đặt hàng mình là 0327 072422 nha. Mình đang xem trên đồng hồ đo điện là 0,15 kWh. Đó là chưa được một chữ điện nữa các bạn. Một chữ điện là phải là 1 kWh thì mới là một chữ điện nha. Chắc buồn ngủ rồi. Đó, khi các bạn sấy cho mèo thì để ý từ 15 đến 20 phút mình vòng lại mình xem thử. Nếu mà các em nằm như thế này này thì mình sẽ gọi các em dậy. Nó nhiều bé mà nằm sát rạc như thế này thì gió nó sẽ khó thổi từ dưới lên. Nó sẽ khó khô ở bên dưới hơn nha. Trước khi cho các bé vào thì các bạn bật cho lồng này lên khoảng 37 38 độ. Đó, chúng ta bật cái này lên. Cho nó được khoảng 37 38 độ. Quanh này. Thời gian vừa qua nhiều bạn đã tin tưởng đặt hàng bên mình, nhưng mà thời gian giao hàng nó hơi lâu tí nha các bạn thông cảm. Bên mình là có 5 đến 6 anh thợ, nhưng mà nó thiệt là làm đồ thủ công này thì cũng cần tỉ mỉ một tí, và sai là mình sẽ gỡ ra làm lại, cho nên nhiều khi nó cũng lâu. Rồi, như bây giờ mình thấy em đang nằm im thì mình sẽ nhấc lên để đổi vị trí. Như các bạn thấy đây thì phần lông ở phía trên cơ bản đã khô rồi các bạn. Nó chỉ còn phía dưới nữa thôi. À, nhân tiện đây thì gần Tết cho nên mình sẽ nhận ký gửi mèo nha. Mình nhận thêm 2 đến 3 bé nữa thôi. Bạn nào về quê đó không có điều kiện chăm thì gửi bên mình. Mình sẽ nhận chăm chỉ 150 ngàn một ngày thôi. Ở những nơi khác người ta nhận đến 300 ngàn một ngày nữa. Nhiều bạn có hỏi mình là sợ mèo bị ngạt đó, thực ra là không ngạt nha. Gió nó sẽ hút oxy vào và khí lạnh đó, hoặc là khí carbonic đó nó sẽ thoát ra ở các cái lỗ chân mèo này, hoặc là lỗ tròn này, hoặc là một số tên lồng có tên đấy thì nó sẽ thoát ra ở những cái chỗ đó, nó rất là thoải mái. Đó, như các bạn nhìn mèo của mình này, nếu ngạt là nó đã thè lưỡi nó thở rồi. Đây rất thoải mái, để luôn trong đây cả ngày cũng được. Đó, nếu mà em tự ngon tự liếm lông như thế thì nhanh khô nữa. Bây giờ mới 13 phút và chưa được mới 0,18 kWh. Đây. Mới 0,18 kWh. 490W là công suất của cái lồng này. Ngoài ra thì bên xưởng mình cũng có nhiều mẫu là bằng nhựa, gỗ thông. Đó, hàng đóng gói rất là nhiều nhưng mà đi chưa kịp. Khách người ta có việc nên người ta chưa nhận. Đây, Catry này. Catry này, để treo tường đó. Đây, tầm quan sao tí. Như lần mình đã nói rồi thì cũng định là làm ở đây tạm thời thôi. Nhưng mà khách đặt hàng nhiều quá, kiểu không kịp giao đó nên cuối cùng cũng chưa chuyển đi đâu được. Đó, lồng nó lồng gỗ thông này. Đây là lồng 70-60 của gia đình Mít. Bạn này có một yêu cầu rất là khó, đó là thiết kế như nào để các cái linh kiện có thể thay thế được. Đó, là mình làm các cái loại giắc cắm, để sau này là rút giắc cắm rồi là thay thôi. Đó, lồng kia là nhựa,
lấy cái màu đen kiểu Trung Quốc nhiều ở trên nhiều video mình đó. Phía xa kia là cái lồng 80-50. À, cái đây cũng đóng gói rồi mà khách chưa lấy được này. Còn đây là lồng TV của bạn, một bạn có Facebook tên là Lá Cỏ. Khô rồi đấy các bạn, mình để thêm tí nữa mới có 15-20 phút rồi, mới để thêm tí nữa được. Sao? Rụng lông kinh quá, hình như mèo này vô mùa này là rụng lông, mùa này mưa nữa, ở Đà Nẵng là đang mưa các bạn, cho nên mình chỉ ưu tiên tắm bằng lông sấy thôi, chứ bây giờ bé của mình 7-8 kg như này rồi mà còn xé tay nữa thì rất là đau lưng đấy. Xem một lần sấy là mới 16 phút rồi, chắc thì cũng khoảng 20-25 phút là khô thôi. À, bên mình có làm hẹn giờ này, có cái đèn UV nào đây, đèn UV để diệt khuẩn này, rồi là ion âm để khử ion âm để khử trùng này, à, tốt cho sức khỏe mèo này, sấy ion á, rồi là hẹn giờ đó. Vì mình làm đấy, các bạn có cái mẫu cái logo nào các bạn cũng gửi cho mình sẽ làm cho, khắc vào, phụ thu cũng ít thôi. Bên mình cũng có nhận đóng bàn ghế các mẫu đơn giản rồi nha, cắt tri nhà lắp ghế đó. Bàn ghế thì mẫu đơn giản thôi, cho quán cà phê này kia thôi, mình cũng không có nhiều thời gian á. Đó, các mẫu cắt tri chuồng rồi, thấy em xám rồi, có vẻ cũng buồn ngủ lại rồi, mình lại tiếp tục đổ kiểu cho em. Phía dưới chân này cũng bắt đầu khô rồi đây các bạn. Đây. À, phía sau đuôi vẫn còn ướt. Rồi. Phía trên đây cho em. Gió mạnh, ấm đều. Các bạn thấy trên đồng hồ đây là đang 0,23 chữ điện, 0,23 chữ, nhiệt độ đang là 37 độ C. Rồi, ok, và chúng ta đã sấy được khoảng 20 phút, 37,3. À, chiều nay có một bạn hẹn mình sang xem lồng, chắc mình sẽ để cho bạn đấy xem cái lồng này luôn, và cái lồng nhựa kia, giới thiệu lồng này và lồng nhựa kia.
À, bên mình còn có một số mẫu hàng nhập Barbie Fit này, mẫu trứng này, rồi là mẫu Big Marvel cũng đang được ưa chuộng nha. Sẵn hàng, mấy loại này thì sẵn hàng, còn lòng sưởng thì mình làm khoảng từ 1 đến 2 tuần, cố gắng giao cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Rất là dễ chịu, buồn ngủ rồi đó các bạn. Ngủ rồi. Để mình gọi dậy chứ không. Đang quay phim cho cô chú mà ngủ. Đậu xe khác. Biết mùa này phải mùa rụng lông không mà thấy lông rụng khá nhiều. Rồi lại liếm lông đi con. Đây này. Các bạn xem lông bắt đầu là bay phấp phới rồi đây. Đóng cửa thì hơi tối mà mở thì cũng chói. Mèo của mình là phong to, nhìn hai cái mép của nó rất là bự. Tuy em là xám xanh thôi nhưng mà rất là khôn, nuôi lâu nó cũng thương rồi. Đừng có lươm. Zalo mình là 0327072422 nha. Có nhiều bạn đặt hàng ở bên Zalo cũng rất là thích đấy. Nhìn quá. Mở cửa lại thử anh hết. Bây giờ là 22 phút. Rồi. Như các bạn thấy đây thì cái nét lại nè, vẫn còn hơi ẩm này nè. Rồi mình sẽ cho thêm khoảng 10 phút nữa nha. Tí nữa sau khi lấy bé xám ra thì mình sẽ quay chi tiết bên trong. Cho bây giờ lỡ bỏ em xám vào rồi, mở ra em chạy mất. Không phải 27 chữ điện các bạn. Ồ, như này thì sấy cả tiếng đồng hồ cũng được. Sấy cả tiếng đồng hồ thì chỉ có là 4 phẩy mấy chữ điện chứ mấy, 4,9 chữ, 5,4 chữ à. Một tiếng nữa chưa được chữ nữa. 0,4 chứ, 0,4, 0,54. Nó sấy nguyên một tiếng đồng hồ là 0,54. Chưa được một chữ đi, chưa được 3.000 đồng nữa. Trong khi nếu các bạn đi tắm spa thì tệ gì là cũng 200. Có chỗ mình thấy rẻ thì 100, 150. Nhưng mà sao? Công chở qua chở về, tiền ship đó, tiền nhiều khi các bạn đi không được mà phải gọi shipper. Trong khi như mèo của mình đây thì nếu mà ở nhà là mình đi tắm xong mình cho em nó vào tắm chung luôn,
bắt đầu mình để em ở ngoài cho nó tự khô, à để ở ngoài cho nó ráo bớt. Sau khi mình tắm xong thì mình lau, lau rồi thì bỏ vào sấy, còn mình thì đi ăn cơm. Khoảng 15-20 phút mình đảo lại một vòng. Đây, các bạn nhìn đồng hồ công tơ mét này, 0,28 kWh, xài điện 2,32 A, nguồn cấp là 217V, là điện 220V mình đó, công suất là 495W, tần số là 50 Hz, đa số dòng điện mình xài đều là 50 Hz hết, 50 Hz đấy. Đơn giản nhưng mà hiệu quả đúng không? Có một bạn khách đã yêu cầu mình là anh sấy luôn cho thật là khô như chưa tắm thử. Đó, rồi anh mang ra anh quay vào video cho mọi người tham khảo. Tại vì bạn mua lòng của mình rồi, thấy rất là khô, nhưng mà trên các clip mình thường là quay khô mới được 90% là mình tắt. Đó, thì bạn bảo là anh quay cho nó thật khô luôn, rồi anh sâu vào camera để mọi người nhìn, nó sẽ dễ hình dung hơn. Ok, ngày hôm nay mình sẽ sấy tới khi nào khô rồi thôi, có thể là 40 đến 45 phút cũng được. Video hơi dài nên các bạn chịu khó theo dõi nha. Con nó hơi bóng nên mình khó quay cho các bạn coi, chứ lòng đã bay, bắt đầu bay phấp phới rồi đấy các bạn. Nhưng mà ở đây nó cái điều kiện ánh sáng nó hơi khó, nếu ở nhà mình thì dễ hơn. Đứng đây cô chú coi con, đứng đây đây. Sám của mình rất là quấn người nha. Đó, thấy mình đau lòng đi lại vậy. Thường lắm. Mấy bé khác là thường khi đói mới quấn, còn khi no là kêu không lại đâu. Hả? Đâu đèn đó. Sáng ơi. Đó, nếu mèo các bạn mà cứ ngồi như thế này thì còn nhanh nữa các bạn. Đó, mèo mình là bé mèo mình là sấy cũng lâu rồi, khoảng tầm 1-2 năm rồi. Cho nên là em nó cũng quen. Đó. Vào là cũng biết hợp tác, ngồi nhìn liếm lông. Đó, các bạn thấy vùng cổ là cơ bản khô rồi đó. Trong video khó nhìn quá, mình đang nói anh thợ đi bắt cái bóng đèn. À đó, đúng rồi. Lòng bay này các bạn thấy không? Lòng bay phấp phới. À, nhìn rõ đồng hồ điện luôn này. À, sorry các bạn nha, ở xưởng hiện nay là đang trời mưa nên nó rất là tối. À, may có anh thợ anh nghĩ ra cái này cũng được. Cho ống đèn vào đây luôn rồi. Này, lòng bay phấp phới này các bạn.
khô rồi đấy, nên như mình thấy là khô rồi đấy. 30 phút à, để thêm nữa cũng được. Làm sao mới chưa được ủa không thấy công tơ mét. Mới 0,32 chữ điện rồi. Quá đơn giản. Kì đó. À, chắc lòng lần nữa nè. Sáng ơi. À, bên này vẫn còn hơi ấm. Ok. chân và đuôi là khô rồi. Đó, có bên hông này là hơi ẩm. Rồi. Rồi ok, tiếp tục thêm tí nữa. Mới có 31 phút mà. Không phải 34 chữ điện. Các bạn để ý chỗ cái watt nha, 506 này mình tắt xuống này. Đó, giảm xuống còn 494. Bật lên rồi. Vặn quạt xuống thì nó xuống này. Ha, độ rất là chính xác nha. Rất là êm ái đúng không? Các bạn nghe vào video nó có thể hơi to. Nhưng mà do đấy là iPhone nó út hút âm. Cái bên ngoài như này là thoải mái này. Nếu các bé mà khó chịu là sẽ kiểu là giãy dụa rồi đòi ra, nhưng mà các bạn nhìn thấy buồn ngủ. Trưa rồi các bạn, mình quay clip này đang lúc này là gần 1 giờ rồi. Em chưa ăn gì hết, người mẫu mà, nghề người mẫu phải vậy thôi chứ. Buồn ngủ. Nhìn bé mèo mình đẹp không? To, mập, ăn nhiều lắm. Con ngủ mắt hí hít mắt xíu rồi, đợi xíu nữa nha con. À, lại gần xem nè, lông bắt đầu là bay phấp phới rồi. Gió bay trẻ lông làm hai luôn à. À, thiết kế mới kiểu này là biết sao không các bạn, gió nó sẽ đều từ đây qua tới bên này luôn, thổi lên nên là bé đứng ở đâu nó cũng có gió hết. À, rất là hay, mà đặc biệt cái là ở dưới nó không có quạt. À, mình đỡ lo đá ỉa gì xuống dưới thì mình dỡ cái tấm nhựa lên rồi mình vệ sinh thôi. Ôi, lông bay này à. Thôi chắc cái video mình như thế này nha, bây giờ mình sẽ cho bé xám ra và mình sẽ quay tường tận ở trong cái lồng này một lần. Đó, để các bạn dễ lựa chọn hơn. Sáng ơi. À, Zalo mình là 0327072422. Ở trên Facebook mình cũng có rất là nhiều bài feedback nha. À, lòng bài như này là cũng ok đấy. Rồi. Sau đó mình sẽ cho ra và mình quay kỹ hơn về cái lồng này. Như vậy là hết 0,36 kWh. Mà các bạn biết 1 kWh là một chữ điện thì là hết nơi đắt nhất á 3.000. Thôi cứ cho là 3.000 đồng nha. Mà đây là chưa đến 3.000 đồng một lần sấy. Và như thế nào? Nếu mà các bạn đi spa đó
thì nó sẽ tốn kém nó như thế nào. Hoặc là nếu các bạn dùng máy sấy tóc loại nhỏ là 900W là cũng tốn rồi, mà loại lớn là 1800W đó. Nhưng mà các bạn tưởng tượng nữa, như đây là có cả mấy chục cái máy sấy, nó chỉ từ khắp nơi và nhiệt nó giữ trong này ấm, vừa là khô nhờ gió vừa là khô nhờ nhiệt. Chứ còn nếu các bạn dùng máy sấy thì ví dụ như mình chỉ thổi được một chỗ này thôi thì các cái chỗ khác nó sẽ không khô đó. Vấn đề là thế. Thế một số bạn là bảo là không tin vào lồng sấy, mà không phải, là do một số cái mèo nó lạ nên khi nó vào là nó nằm im như thế này nè. Các bạn thấy đấy, nếu các bạn sấy bằng tay thì mình cũng phải dỡ nó lên mình mới xịt ở dưới được. Chứ còn một số bé nó nằm như này thì cái lồng này nó không thể thổi vào được. Thì như mình đã hướng dẫn các bạn đấy, có 15-20 phút các bạn vào đó, chơi với em, gọi em dậy, hoặc là mình vắt đồ chơi ở trong này này. Một số em nó thích chơi chơi mấy con cá rồi mấy con gì đó mình giục vào đây để cho em nó vừa chơi vừa sấy, rất là nhanh khô. Bên mình có cả sấy cho chó, cho mèo, chuồng nuôi, bếp, cách truy, nhà, rồi là cho bò sát nữa, mình làm chuồng cho bò sát nữa, thằng lằn, tắc kè gì mình cũng làm hết, rất là dễ. Gỗ này là gỗ HDF nhưng mà phủ melanin kháng nước, rồi rục á là bằng rục của nó là bằng đã rục tốt, đã chống ẩm rồi. À, anh thợ của mình đang soạn một cách tri ra, bảo quay cho mọi người xem. Ok, mình nán lại thêm tí nữa cho em sáp em khô hẳn luôn. Chiều anh hoàn thiện cái lồng nhựa để nhỏ kia bán kiếm lên coi nha. Đấy, cái nhà hả? Nếu như thấy gần khô thì các bạn có thể chỉnh quạt nhỏ là xíu cũng được. Sáng ơi, 37 phút. Dạ con, dạy của chú coi mà ngủ hồi vậy. Đây, đây. Ấm không? Thích không? Thấy bỏ vô đây luôn rồi, không về luôn. Ba về trước. Cho ở đây luôn, không về luôn nha. Chưa ăn đói bụng, tí về chắc ăn đúng. Rồi đây, anh thợ bảo mình giới thiệu cái bộ cách tri. Chắc mở cửa ra luôn đi. Giới thiệu cái bộ cách tri, cái này là bộ này là bằng gỗ thông, có phun BU chống ẩm. Thế thì là nói bền khó nói rồi. Một bộ này của bạn này ở Hà Nội đặt một cái nhà này. Đó, rất đẹp. Đẹp quá ha. Mình mà có tiền rồi mình cũng làm mấy bộ. Cầu thang này, hai cầu thang. Hai cầu thang này là để chéo lên nhảy vô cái nhà kia. À, cái hàng rào này. Đó, mình có khoan lỗ sẵn rồi.
về là bắt vít là bắn lên, bắn tường thôi. Cái này là kiểu cũng là cầu thang nhưng mà gắn tường, gắn như này, gắn vào tường như này. Một cái quả cầu hình tròn này sẽ nhảy vô đây, nằm đây, ngủ đây. Tất cả là bằng gỗ thông, quá đẹp ha. Mình mà có tiền mình sắm mấy bộ mình treo nhà cho nó đẹp. Còn ở dưới đây là bộ nhà lắp ghép. Lắp ghép. Phun bêu hết. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho em sám ra và quay chi tiết cái lồng này. Rồi đây, đúng đi ra là mình đang quay chi tiết cái lồng này từ đầu, mà mình lỡ bỏ em xám vào nó không quay được. À, lưới này ở dưới không có quạt, toàn bộ quạt là bên hông kìa, đó ba quạt ở dưới, hai quạt ở trên. Cái này là con quạt để hút nhiệt như nãy mình nói. Đó, đèn đóm điện các thứ chạy rất gọn, toàn đồ xịn thôi, tốt thôi. Nắm này để chỉnh quạt lên. Bật nhiệt lên. Này là quạt hút. Rồi kiếm cái bao thả vô. Đẹp quá ha. Đóng nắp lại hả? À, rồi. Mọi người biết rồi mà. Đây. À, xin cảm ơn các bạn đã xem clip mình nha. 45 phút rồi, mình tắt máy ở đây. Bạn nào liên hệ đặt hàng thì liên hệ Zalo mình 0327 072422 nha. Chào các bạn.